Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Người tuổi Mão chọn tuổi nào trong nhà năm Canh Tý 2020 giúp gia chủ phát tài thất lộc? Trong đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi, và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi trong đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người trong đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người xung đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi xung nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi thành đạt, thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm ngày xung nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xung nhà năm 2020 hợp với năm và ngày xung nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người trong nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt trong nhà hợp với năm mới, ngày trong nhà, mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người xung đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Đối với ngày mùng 1 Tết thì cái tuổi mà trong nhà hợp với người tuổi Mão trong cái ngày mùng 1 Tết thì chúng ta sẽ chọn hai cái mức độ như sau. Thứ nhất là đối với cái tuổi khá ở trên mức trung bình thì gồm có Đinh Mão, Đinh Tị, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tị, Canh Tý, Canh Dần, Kim. Các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý, và hàng chi là Ngọ và Dậu. Các cái tuổi tốt trong nhà hợp với người tuổi Mão trong cái ngày mùng 1 đấy là gồm có Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi. Trong đó các cái tuổi như là Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Nhâm Thìn 2012, Ất Mùi 1955, 2015 tốt nhất vì được cả can và cả chi. Thứ hai là cái tuổi mà xung nhà tốt cho người tuổi Mão trong cái ngày mùng 6 Tết, tức là cái ngày đi làm, thì gồm có các cái tuổi sau. Ta cũng ở đây cùng chia ra hai cái mức độ khá và mức độ tốt. Thì các cái tuổi ở mức độ khá gồm có là Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu và Quý Hợi. Kim các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Mậu và các chi là Ngọ và Dần. Và các cái tuổi tốt để trong nhà hợp đối với người tuổi Mão trong cái ngày mùng 6 đấy là Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Quý Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi và Đinh Sửu. Canh Thìn, Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Trong đó những cái tuổi Ất Tỵ 1965 này, Đinh Tỵ 1977, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái tuổi hợp với từng tuổi Mão để trong nhà trong các cái ngày đầu năm mới đấy là những cái tuổi nào. Thứ nhất đấy là đối với tuổi Ất Mão, sinh năm 1975,
thì Ất, Khắc, Kỷ, Tân mà hợp với canh. Như vậy các cái tuổi hợp đó là canh Tý, canh Dần, canh Thìn, canh Ngọ, canh Thân, canh Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Ất Hợi, Đinh Hợi, Quý Hợi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Quý Mùi. Và đối với cái tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, đấy là chúng ta chú ý là Đinh, Khắc, Tân, Quý và hợp với Nhâm. Nhưng các tuổi hợp đó là Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, rồi Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi. Thứ ba là đối với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, Kỷ, Khắc, Ất, Quý và hợp với Giáp. Như tôi biết tuổi hợp đấy là Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi. Thứ tư là Tân Mão sinh năm 2011 và 1951, Tân, Khắc, Đinh, Ất và hợp với Bính. Như vậy là hợp tuổi gồm có Bính Tý, Bính Dần, Bính Thìn, Bính Ngọ, Bính Thân, Bính Tuất, Giáp Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi. Thứ năm là đối với tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Quý, Khắc, Kỷ, Đinh và hợp với Mậu. Như vậy hợp tuổi là gồm có Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Ất Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về các cái tuổi hợp để trong nhà cho những người tuổi Mão trong năm 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này, các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến trong đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.